Tiểu thư quả đen hình phi tiết lộ mình là chàng trai trong vỏ bọc cô gái. Nam diễn viên đã 6 năm, tôi có 3 tiêu chuẩn đối với bản thân. Một là không quên tâm nguyện ban đầu, luôn ghi nhớ lý do khiến bản thân lựa chọn nghề diễn. Hai là hoàn thành tốt công việc của mình, nâng cao trình độ diễn xuất. Ba là giữ gìn hình thể, hình tượng đẹp là sự tôn trọng đối với khán giả. Tôi hy vọng bản thân sẽ ngày càng tốt hơn. Mục đích rõ ràng, không bao hoa, kiên định vững vàng là cách hình phi luôn duy trì tác phong làm việc của mình trong suốt bao nhiêu năm. Hình Phi sinh năm 1994 là một cô gái Mông Cổ, năm 6 tuổi bắt đầu học tập kỹ, 10 tuổi gia nhập đoàn văn công, nhiều lần tham gia các cuộc thi văn nghệ và đoạt giải. Năm 15 tuổi, cô có đạo diễn đến đoàn văn công tuyển chọn diễn viên. Trong quá trình casting, Hình Phi vô tình mỉm cười, nụ cười của cô bị phó đạo diễn bắt gặp. Thế là cô nhận được bộ phim điện ảnh đầu tay, Tạp Kỹ Tiểu Tinh Linh. Năm 2015, khi 21 tuổi, Hình Phi tham gia bộ phim Tài Niệm Sân Trường năm thứ nhất, chính thức gia nhập ngành giải trí. Trong phim năm thứ nhất, Hình Phi không trang điểm, trong sự mộc mạc toát ra vẻ bướng bỉnh. Cô gái trẻ khổ luyện tạp kỹ nhưng không than thở nửa nơi, quyết tâm từ bỏ trong phim đã nhận được tình cảm yêu mến của người xem. Để thêm điểm cộng cho phần đánh giá phim, Hình Phi đã biểu diễn tạp kỹ trước mặt khán giả. Thật ra trong lúc luyện tập trước khi biểu diễn chính thức, Hình Phi bị một cái trống rơi trúng chân. Mọi người đều khuyên cô không nên biểu diễn nhưng cô vẫn kiên trì, bước lên sân khấu dù đang bị thương. Từ ánh mắt của cô ấy có thể nhìn ra, cô là một diễn viên tự tin có năng lực. Thật đấy, tôi cảm thấy những vất vả mà chúng tôi chịu đựng không bằng 1/100 của Hình Phi. Cô ấy không sợ khó, không sợ khổ, cô ấy có nghị lực vô cùng mạnh mẽ, tôi rất khâm phục. Những bạn học khác trong phim năm thứ nhất đã nhận xét về Hình Phi như thế. Học tập kỹ rèn luyện cơ bản rất khổ cực, mỗi ngày đều phải trồng cây chuối, ép chân, nhào lộn. Tôi thường bị té nhộn nhào, nhưng không sao. Hiện tại tôi có dấu hiệu bị vẹo cột sống cổ, chấn động não, nhưng không sao đâu, tôi mạng lớn mà. Đến nay sự mộc mạc và kiên trì của Hình Phi trong năm thứ nhất vẫn in đậu trong lòng fan hâm mộ. Nhắc đến Hình Phi, mọi người nghĩ ngay đến chữ ngọt ngào trong sáng. Ngoại hình của Hình Phi không đẹp sắc sảo mà là ưa nhìn thân thiện. Vẻ đẹp sinh động gần gũi là bí quyết giúp cô nổi bật giữa một rừng diễn viên thần tượng. Khán giả đều cảm thấy tôi ngọt ngào, chỉ có fan hâm mộ biết con người thật của tôi. Tính cách của tôi hơn nam tính, hào sảng, phóng khoáng, dễ làm mích lòng người khác chỉ vì một câu nói. Tôi cảm thấy mình là một chàng trai trong vỏ bọc của một cô gái. Có lẽ fan hâm mộ của tôi cũng cảm thấy như vậy. Tính cách của tôi rất thẳng thắn, chuyện gì cũng thích nói ra. Tính cách này nếu làm việc trong môi trường văn phòng chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi, vì người thẳng tính luôn không phải là người khôn khéo. Do đó tôi không làm văn phòng, tôi đi đóng phim. Đúng, đóng phim thì không cần diễn xuất ở ngoài đời, mà đã đóng vai một người khác. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.